Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc các chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Âm Thực Vlog thì hôm nay Tuấn ra cầu Ké, Phan Thiết quê mình mọi người. Cầu Ké thì đây là mọi người biết là thuộc về phường Phú Hải. Một bên thì phường Thanh Hải, một bên là Phú Hải. Thì trước kia là có cái cầu. Thì khu này là đa số là các chú đồ mấy anh rồi đi đánh bắt xa bờ, là sáng là khuya 1-2 giờ gì đó là đi vô đây là bán sáng mọi người. Tầm cỡ 6-7 giờ vô, 7-8 giờ vô, cá tươi rồi rối luôn. Thì sẵn ở đây có một cái quán chị ấy cũng mở cũng khá lâu lâu, thì bán bún riêu bò mọi người. Thì hôm nay Tuấn qua đây ăn review ngồi xem lạ lạ rồi, bún riêu bò nó có những gì trong đó và nước nó cảm nhận như thế nào. Thì mong người xem video nhớ ủng hộ kênh mình nha. Sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho người xem này. À, mấy không, đây là cầu Ké, các cô chú rồi đánh bắt xa bờ mọi thấy không, đang gỡ lưới rồi bạn. Đây các bạn biết là nước này là nước đang đang lớn nè mọi người. Thì các cô chú đang gỡ lưới rồi, cá rồi ở đây bạn. Có cá gì không chú? Không hả? À đang gỡ lưới hả? À, đang gỡ lưới mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lên ngay cái cầu đó, là quán nằm ngay đó bạn. Thì mình sẽ ăn review cho mọi người xem nha. Khi đến cầu Ké thì mọi người biết là đây nè. Đó là mấy cô đồ xách nước lấy cá rồi. Mọi người thấy không? Cá tươi không? Tươi rồi rối luôn mọi người. Cá rất là tươi nha. Đó, ai muốn ăn cá tươi rồi qua đây cầu Ké nè. Bán đầy đủ luôn mọi người, thấy không? Rau, hành, củ quả rồi. Quá tuyệt vời luôn đó chứ mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lên cầu đây. Cầu mình tới quán mình ăn review cho mọi người xem. Khi đến cầu Ké thì mọi người biết đây là thuộc Phú Hải mọi người. Đó thì Tuấn sẽ review cho mọi người xem những món ăn vỉa hè bằng tiết với mình bạn. Thì quán của chị ấy nằm ở bên bên ngay cầu. Đó, bên cầu bên này nè. Thì bây giờ mình quay một khúc cho nó đẹp đẹp tại đây. Đó, rồi cái quà đó mình ăn tô bún bò, bún riêu bò mọi người. Đó, chị ấy bán bún riêu bò, thấy lạ lạ. Bên đây ăn thì review một chim mà trong đó có những cái gì và những gì nha. Mong mọi người xem video rồi ủng hộ kênh và ủng hộ cho quán chị ấy nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây mọi người ơi. Bún riêu bò. Rồi, qua cầu nè mọi người. Đây là cái cầu Ké, một bên là Thanh Hải, một bên là Phú Hải. À, trời, một cá rồi trò đã ha. Chạy tới đây thì cái quán của chị ấy. Thì mình sẽ quay đây. À, quán đây bạn. À, thì không gian quán thì mọi người thấy không? Quán chị ấy ở đây bạn. Thì mình sẽ vô đây mình ăn review cho mọi người xem nha. Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên xin kính chúc chú chị các bạn lời thương bên gia đình hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Âm Thực Vlog của hôm nay chúng ra cầu Ké. Phan Thiết của mình review cho mọi xem món bún riêu bò bạn. Chị ấy bán đây cũng khá lâu rồi mà mình đi ngang qua đây là không để ý mọi người. Bên đây mình ra cầu Ké mình sẵn dịp đây mình quay video rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi xem tô bún riêu bò nha mọi người. Quá ngon luôn. Đó, không gian quán đây ngay dọc xoay cầu Ké thì mọi người biết đó, cái đường này ra ngoài Mũi Né này. Còn hướng này mình đi vô đường vô trong Phan Thiết vô siêu thị bạn là đường đó đi được. Còn bên đây là mọi người biết là ngay cầu Ké luôn, cầu Ké sát luôn mọi người. Thì mọi người có dịp ví dụ về Phan Thiết với mình mùa hè nóng nực thì ghé qua đây ủng hộ cho trẻ bạn. Bún riêu, bún bò rồi, bún riêu bò rồi, tôm mì quán rồi đầy đủ bạn. Thì mình sẽ giới thiệu và review cho mọi người xem món ăn vỉa hè Phan Thiết mình, mọi người thấy không? Quá xá chưa? Đó. Có mì quảng mà mình nãy giờ mình hỏi chỉ kêu hết mất. Hết mì quảng. Bán đắt quá hết luôn mì quảng. Quán mình bán sáng mấy giờ đến giờ chị? Dạ 6 giờ sáng đến 10 giờ. À 6 giờ sáng đến 10 giờ. Tháng 3 10 ngày mình có nghỉ ngày nào không? Dạ không. Không nghỉ ngày nào hả? Nói chung là mệt là nghỉ thôi ha. Dạ, đúng rồi. Còn là cái tháng 3 10 ngày là bán. Đó mọi người thấy không,
Vậy là sáng là 6 giờ sáng bán tới 10 giờ, tháng 30 ngày không có nghỉ ngày nào. Mọi người có dịp mà về Phan Thiết mà đi du lịch ghé qua đây ủng hộ cho chị Giấy nha. Ngay cầu Ké, quán bún bò, bún riêu, mì Quảng. Mì Quảng mà mì Quảng Quảng Nam nè mọi người nè. Đó, Quảng Nam mà đây có tôm, trứng với sườn. Thì bún riêu thì mọi người thấy có riêu thì sẽ đã không? Trời, món bún riêu này mình khoái bạn. Điều đó thấy chưa? Đó rồi, anh đang bị cái mâm quen nó, nói chung là mọi người biết là giải nói thịt ra đây là rất là nhiều quá mà mình ta bị trễ cho nên thịt nó hơi ít lại bạn. Thế nếu mà thấy sáng là dung luôn mọi đó. Thì lời nói đầu tiên thì Túng rất là cảm ơn mọi người xem video, nhớ chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi. Nhớ ủng hộ cho quán giải nha bạn. Có dịp đi ra Phan Thiết chơi rồi trải nghiệm rồi 2 ngày 1 đêm. Wow, mọi thấy không? Quá tuyệt vời luôn mọi. Thì lời nói đầu tiên là Túng rất cảm ơn mọi người xem video và nhớ ủng hộ cho quán giải nha mọi người nha. Rồi ủng hộ cho quán giải nè, ngay cầu Ké mà bún bò bún riêu. Thì mình sẽ tới đây và review một xem tô bún bò bún riêu như thế nào nha. Đây bên đây mình ăn bún riêu bò nè mọi người. Không gian quán giải thì mọi người rất là thoáng mát này, ngay cầu Ké là ăn ngồi ngó mấy chú rồi đi đánh bắt xa bờ rồi biển người vô. Đây mọi người thấy không, bún riêu ngon không? Bún riêu đây là bún riêu bò. Mình thường muốn đi như heo nhưng mà mình ăn bún riêu bò đó. Đi quán mà có quyết là mình khoái, thấy quyết là mình y bài ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu và review cho mọi người xem nha. Đây hôm nay cũng quay review cho mọi người xem món ăn vỉa hè tiếp với mình cho mọi người. Đây cũng ra ngoài cầu Ké ăn tô bún riêu bò. À, thường là bún riêu heo, đây là bún riêu bò nha. Một trong người thấy nó có bò nạm ngon chưa? Nó hơi bò nạm mọi người. Wow, đã chưa mọi người á? Mà có đậu hũ nữa ngon. Có bún riêu bò, đây một huyết, huyết bò luôn mọi người nè. Đây có riêu, riêu là riêu cua nha mọi người. Đó, ngon, to, thường quá. Thì là nói ra đầu tiên này Túng cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ thì like chia sẻ cho mọi người ủng hộ kênh mình nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem hình ảnh đẹp ở đây rồi không thiết về mình nhất là bên đây ra ngoài cầu Ké ăn tô bún riêu bò. Cầu Ké thì mọi người biết là ngay Phú Hải là sông cầu Ké bạn, là các chú rồi đánh bắt theo bờ rồi. Hiện nay cầu có quán mình sẽ ăn tô bún riêu bò. Thường là bún riêu heo mà ở đây bún riêu bò. Quán chị ấy mở rất ngon luôn, một khách thì mình thấy rất đẹp. Mọi người thấy không, giờ ăn quán rất rộng rãi thoáng mát. Nhiều lúc mọi người thấy đi cầu Ké mà ra đây thì ghé qua ủng hộ cho quán của chị ấy nha mọi người. Sẽ cố gắng mình quay những video mới, nhiều món ăn vỉa hè bán tiếp với mình cho mọi người xem. Thấy chưa, giờ ăn quán mọi người thấy là tuyệt vời chưa. Bây giờ không có gì hơn nha, mình sẽ xin phép mọi người mình ăn và giới thiệu cho mọi người xem nha. Ở đây mọi người biết là cầu Ké xe đi qua đi lại ra Mũi Né rất là ồn, nên là mọi người xem video rồi có hơi ồn thông cảm nha mọi người. Hello, chào cả nhà nha. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Túng xin kính chúc của chú chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết ẩm thực vlog thì hôm nay Túng ra cầu Ké review cho mọi người xem tô bún riêu bò. Đó, chị ấy bán đây cũng khá lâu. Thì sáng thì chị ấy bán là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa mỗi ngày. Tháng 30 ngày thì mọi người biết là không có nghỉ ngày nào hết bạn. Thì bán luôn, chừng nào mệt rồi nghỉ thôi. Túng bên này quay tô bún riêu bò cho mọi người xem nè. Đó, ở đây chị bán bún riêu bò, bún riêu heo rồi bún bò, mì Quảng Nam, Đà Nẵng đồ có luôn mọi người. Nhưng mà ra là mì Quảng là đã hết, còn bún riêu bò. À, mọi người thấy tô bún riêu bò không? Mình sẽ giới thiệu và review mình xem tô bún riêu bò nè.
Quá, ngon ngon chung ơi. Đó, quá xá chưa? Thì Tuấn rất là cảm ơn mọi người nha. Xin video chiếu mọi người có dịp mùa hè nóng nực rồi, ra Phan Thiết quê mình đi giải ngoại rồi 2 ngày 1 đêm nè, và cặp trai gái rồi đi chơi rồi gia đình rồi tụm họp mọi người, thì chẳng ghé đây cầu ké ủng hộ cho quán chẻ nha. Quán chẻ nằm ngay cầu ké Phú Hài, bản là tên bún riêu bún bò bì quán. Thì khi đến cầu ké thì mọi người nhìn thấy cái bản nó chảy là dễ kiếm luôn. Thì hôm nay Tuấn giới thiệu tô bún bò bún riêu bò. Ở trong này thì có đậu hũ nè mọi người nè, ô huyết nè ha. Rồi đây có riêu, đó đây là riêu riêu cua nha. Thì còn đây là bò nè, thịt bò bạn. Bò là có nạm, nạm gân gào. À, đây mình ăn trọng bún là bún bún nhỏ và bún nhỏ chứ không bún lớn. Ăn kèm dưới đây là rau sống nè. À, rau sống không? Khi là ăn rau sống mình bỏ đây. Mùa hè nóng được ăn rau sống còn mát. Đó thì lời nói đầu tiên cũng rất là cảm ơn mọi người xem video nha. Nhớ ủng hộ kênh, sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem nhiều hình ảnh đẹp tại Phan Thiết quê mình rồi. Mùa hè nóng lực đã đến rồi mọi người. Thì khi đến Phan Thiết thì mọi người biết những điểm ăn rồi gia đình rồi những món nào phù hợp với mọi người và khẩu vị rồi như thế nào, mình sẽ giới thiệu review mọi người xem. Nhất là bên này mình ra đây mình ăn tô bún riêu bò. Đó, thì mong mọi người xem video ủng hộ cho quán trẻ nha. Giờ xin phép mọi người, nãy giờ mình nói hơi nhiều à, giờ mình xin phép một húp nước. Trước khi vào quán mình biết là phải húp nước và cảm nhận nó ngon như thế nào. Chuẩn mọi người, tô bún riêu này y bà luôn. Đó, thì trong này có mắm tôm nè. Ai ăn thêm mắm tôm bỏ vô mắm tôm hoặc là sả tế nữa nè. Có sả tế nè, mọi người ăn là sả tế không? Ăn miếng sả tế mọi người. Có cái muỗng nào gấp lấy trở đầu đũa lại lấy miếng sả tế cho nó ra cay thịt xe nè. Ngon. Rồi ăn sả tế là y bài luôn, cay. Còn đây mắm tôm nè mọi người nè. Đó, mắm tôm thì dù ai thích ăn mắm tôm bỏ thêm vô. Bún riêu thường thường, bún riêu bò mọi người biết không? Bún riêu có mắm tôm mà ăn lại bà rồi hả? Trộn lên mọi người. Mình ăn bún riêu mình khoái có mắm tôm rồi. Đây, đó. Thì rất là cảm ơn mọi người nha, xem video rồi nhớ là chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi. Mùa hè nóng nực về Phan Thiết quê mình rồi, hưởng thụ bầu không khí gió biển rồi mọi người. Ra Mũi Né rồi đi gió biển rồi. Ba nô bô quơ không? Rồi có dịp ra Mũi Né thì mọi người biết đi tạt ngang qua chỗ cầu ké nè, Phú Hài bạn. Nhớ ủng hộ cho quán giải nha. Bún bò, bún riêu, mì Quảng Nam. Rồi giờ mời cả nhà bạn. Thì đây ăn miếng nạm nè. Nạm ăn nó là mềm mềm. Cái nước lèo của chị ấy nấu rất là ngon bạn. Bún riêu nấu ngon. Đi bài mọi người. Thì đến quán mà bún riêu có ớt rồi bạn. Đây là huyết nè, mình đi đường rồi ăn huyết tốt. Lâu lâu đổi món là ăn tô bún riêu bò rồi. Thấy nó lạ lạ miệng rồi, thấy không? Rất ngon rồi mọi người. Ngon quá. Ở đây mọi người biết là quán chị ấy bán rồi từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa bạn, mỗi ngày. Ví dụ như một người đi ra Mũi Né thì đặt ngang qua cột té rồi, ủng hộ cho quán chị ấy nha. Bán 30 ngày là chị ấy không có nghỉ ngày nào mọi người.
thì bán hết tất cả luôn, 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Qua đây ăn tô bún bò, bún riêu rồi, mì Quảng Nam rồi, cảm nhận như thế nào mọi người? Bún riêu thường thường biết là bún riêu mình bỏ thịt heo rồi. Đây bên này mình ăn bún riêu bò, bỏ thịt bò. Cái nước gia vị chảy nấu rất ngon, đậm đà ngon. Quá chá luôn. Cần mượn cái chén ớt thôi em. Dạ. Chén ớt không? Cần mượn chén ớt không? Mọi người biết từ ở Văn Thiết mà ra Mũi Né ngay chỗ đám địa thì tầm cỡ 7 cây tới thôi mọi người. 6-7 cây tới thôi. Thì mà đi ra tới ngoài Hòn Rơm thì nằm giá có 20 cây em. Trời có ốc sắt này là đi mọi người. 20 cây. Mùa hè nóng nực rồi mình đi ra ngoài đó nóng biển rồi, tắm biển rồi, ăn hải sản tươi đúng không? Ăn thiết với mình thì mọi người biết là hiện tại bây giờ hải sản rất là rẻ mọi người. Thường khách du lịch đi ra đi các nơi mà tới hải Phan Thiết mình là điều khen hải sản rất tươi rẻ nữa. Cho nên mình mà mong người xem video có dịp ra mày Phan Thiết với mình trải nghiệm rồi 2 ngày 1 đêm rồi ăn hải sản tươi, chẳng ghé qua đây rồi ủng hộ cho chị ấy tô bún bò, bún riêu, mì Quảng nha. Ở đây mọi người biết là cầu Ké là cái con đường mình đi ra Phan Thiết. Ngay dọc xây cầu Ké mà rất dễ kiếm luôn. Quà ăn lâu lâu ăn tô bún riêu ngon mà. Bún riêu bò. Cái riêu này là riêu bằng cua mà. Ăn thơm thơm của cua. Ngon quá mọi người. Khẩu vị mọi người biết là nấu vừa ăn luôn. Hợp khẩu vị. Ở Văn Thiết thì mọi người biết là những điểm nằm ngầm, những điểm tâm thì rất là nhiều. Mỗi chỗ có mỗi quán. Có đi có 100-200 mét là có quán. Đây hết mọi người. Nhưng khẩu vị thì mọi người biết một cũng có mỗi nhiều người nấu mỗi khẩu vị khác nhau. Ở chỗ nào ăn vừa ăn, chỗ nào lạc, chỗ nào mặn, chỗ nào ngọt. Rất là nhiều, đa dạng luôn. Mình đi ăn bún riêu nhiều chỗ mà, đúng là nhiều chỗ nấu rất là ngon. Bên đây ra cầu Ké đâu, đi ăn tô bún riêu bò, cho càng ngon nữa mọi người. Nước đậm đà ăn ngon. Sáng là chị ấy bán 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Mỗi ngày thì mọi người biết tháng 30 ngày chị ấy không có nghỉ ngày nào hết. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi ra đây ăn thoải mái, khỏi lo ngại chị nghỉ bằng. Lâu lâu mệt mỏi có chuyện gia đình cứ nghỉ thôi, chứ còn là chị bán tháng 30 ngày thì bán hết luôn. Trộn riêu ăn mắt tuyệt vời luôn. Cái miếng nạm của chị ấy nấu ăn mềm mà ngon, không có cứng. Trời, ngon quá. Nên nhiều lúc mọi người biết những điểm ăn vỉa hè Phan Thiết của mình rất đa dạng, rất là nhiều món ăn luôn. Thì mình có quay video này cho mọi người xem đây. Có dịp rồi ví dụ mọi người có xem video, có dịp rồi ghé qua những điểm mình ăn mà rẻ bình dân, ngon lắm, hợp khẩu vị lắm, ăn rất là tuyệt vời.
ngon rồi. Lầu bỏ miếng ớt vô đây, ớt Đà Lạt nè, ăn ra the tí mà nó ngon. Mọi người có dịp ra cầu Ké Phú Hải bằng mua hải sản tươi. Đây các chú đi đánh bắt ra bờ vô cá rồi tư rồi lối luôn mọi người. Rồi lưới tư luôn đắt rẻ 25-30 ngàn ký, giá bình dân thôi mà. Bán theo giá thôn quê rất là rẻ luôn mà. Mua hải sản cầu Ké xong mới ghé vô quán trẻ ăn tô bún riêu rồi bún bò vì quán nè. Rồi ngon lắm nhỉ. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Wow, đã quá. Ngon. Giờ xin phép mọi người cầm tô hấp nước ạ. Nước bún riêu này nấu vừa ăn. Mọi người biết cái bún riêu nấu không có ngọt hả mặn? Nấu mặn mà đậm đà. Wow, đã quá mọi người. Rồi xong luôn. Quá ngon mà. Thì nói chung mà không có gì hơn là cũng cảm ơn mọi người qua xem video. Nhớ chỉ like, chia sẻ cho mọi người đồ ủng hộ cho quán trẻ nha. Mọi người có dịp đi du lịch về Phan Thiết quê mình thì ghé tạt ngang và cầu Ké. Quán trẻ bán này cầu Ké là bún bò, bún riêu, mì quảng. Ở sẵn dịp ở đây mọi người xuống ngay cầu Ké mua hải sản tươi, cá tươi đồ rối rối luôn mà rẻ bình dân đó. Rồi tặng ngang vô trong quán chị ăn tô bún riêu, bún bò rồi để thưởng thức đồ khẩu vị đồ cảm nhận đồ ngon như thế nào, rất là tuyệt vời mọi người. Thôi không có gì hơn là chúng xin chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Nhớ đóng xem video mình nha, mình sẽ cố gắng quay những video mới và những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình, cuộc sống tại Phan Thiết quê mình. Rồi xin phép mọi người nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha.